cách đạo cho bệnh nhân. Do gan bệnh nhân đã thở máu nặng, tế bào hoại tử. Với các điểm thực hiện bằng kim loại, chim ruồi, cánh bướm và chiếc lông vũ ấn tượng mà nữ diễn viên Zendaya diện siêu sao Jennifer Lopez tỏa sáng trong trang phục xuyên thấu được phủ kim cương và ngọc trai lấp lánh. Bộ váy của cô được làm từ 2.500.000 hạt và lá bạc, mất đến 800 giờ thêu tay. Jenny Blackpink xuất hiện gợi cảm chiếc váy ngắn màu xanh cô bạn lá bạc, kết hợp cùng 800 giờ thêu tay siêu mẫu Gigi Hadid. Kim sai trong chiếc váy của Thom Brown, cô đẹp bốt và cô sẽ